Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em thân mến, trong những ngày qua, cuộc đảo chính tại châu Phi và cụ thể là Niger đã diễn ra. Làn sóng biểu tình phản đối Pháp được cho là đã lan rộng hơn bao giờ hết tại quốc gia Tây Phi này. Thậm chí họ còn hô tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp để cổ vũ phong trào lật đổ chính quyền thân phương Tây để làm chủ chính mình. Không chỉ ở châu Phi mà mới đây ở Pháp, người dân cũng đã ra đường biểu tình rầm rộ. Thậm chí họ còn cầm cờ đỏ sao vàng và hô tên Việt Nam, khiến ai ai cũng ngỡ ngàng. Vậy vì sao một nước từng xâm lược và đô hộ Việt Nam lại cầm quốc kỳ của chúng ta đi biểu tình? Đằng sau câu chuyện này có uẩn khúc gì hay không? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng, là quốc kỳ của đất nước Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại dân tộc Việt Nam. Và nó là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện trên nền đỏ như máu. Ngôi sao năm cánh màu vàng nằm ở trung tâm của màu nền, với điểm ngôi sao năm cánh duy nhất hướng thẳng lên trên. Màu đỏ tượng trưng cho xương máu đã hy sinh trong cuộc đấu tranh lâu dài giành độc lập và thống nhất đất nước, là biểu tượng của cách mạng, cũng như xương máu hy sinh mà nhân dân Việt Nam đổ ra cho tự do của dân tộc mình. Ngôi sao màu vàng tượng trưng cho sự thống nhất mà dân tộc Việt Nam đã đạt được sau khi chiến tranh kết thúc. Ngôi sao màu vàng biểu thị vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ngôi sao năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết của công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ và thanh niên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với những ý nghĩa sâu sắc như vậy, lá cờ Tổ quốc Việt Nam luôn được mỗi công dân Việt Nam trân quý và trao trang trọng vào mỗi dịp lễ Tết, kỷ niệm với niềm tự hào, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc. Có thể nói trên khắp mọi miền đất nước và hầu hết gia đình Việt Nam đều đã thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc như để bày tỏ tấm lòng tri ân, thể hiện trách nhiệm công dân và hình thành nếp sống đẹp. Thế nhưng điều kỳ lạ là không chỉ có người dân Việt Nam trân trọng lá cờ đỏ sao vàng đó, mà người dân nước Pháp, một nước từng xâm lược và đô hộ Việt Nam, lại dương cao lá cờ của người Việt. Thậm chí đoàn người biểu tình còn nói rõ ràng rằng chúng tôi muốn có một chính phủ như Việt Nam, được cho là câu trả lời đầy bất ngờ của những người dương cao lá cờ Việt Nam trong đoàn người biểu tình tại Pháp, với mong muốn có một chính phủ thực sự vì dân như ở Việt Nam. Thực tế xuất phát từ hoàn cảnh Việt Nam với sự tham gia của nhân dân vào quá trình đấu tranh giành chính quyền cách mạng. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Hồ Chí Minh đã khẳng định, nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra, nhà nước của dân, do dân, vì dân có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhà nước của dân, quan điểm nhất quán và sâu sắc nhất về nhà nước của dân là mọi quyền lực của nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Điều này được ghi chép trong hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 và sau đó tiếp tục được khẳng định trong hiến pháp năm 1959. Điều thứ nhất hiến pháp năm 1946 ghi: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bình trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, tôn giáo. Nhà nước của dân, tức là quyền hạn trong tay dân và dân ủy quyền cho các đại biểu của mình, kể cả chức vụ chủ tịch nước. Khi nói về chức vụ chủ tịch nước khi mình đang đảm nhiệm, Hồ Chí Minh cho rằng bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Như vậy nhà nước của dân là xác định vị thế của dân. Dân là chủ và nghĩa vụ của dân, dân làm chủ. Hồ Chí Minh thường nhắc nhở dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải là để cậy thế với dân, vác mặt làm quan cách mạng, đè đầu cưỡi cổ dân. Trong nhà nước của dân, địa vị cao nhất là dân. Quyền lực của nhân dân được đặt ở vị trí tối thượng. Giá trị lớn nhất từ thắng lợi cách mạng tháng 8 là từ đây, quyền lực nhà nước của toàn dân, chứ không phải trong tay một bọn ít người. Nhà nước vì dân, quan trọng nhất của nhà nước vì dân là bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Một nhà nước mà lợi ích vì dân thì việc gì lợi cho dân dù nhỏ mấy cũng phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân dù nhỏ mấy cũng phải hết sức tránh. Phải làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành. Nhà nước vì dân thì mọi chính sách, chủ trương của nhà nước đều phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Bởi vậy nên người Pháp dương cao lá cờ Việt Nam như một biểu tượng của lòng quả cảm chống bất công, bóc lột, sự bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Vậy mà không ít kẻ khoác áo dân chủ trong nước lại đang lầm lè tìm mọi cách để lật đổ chính quyền,
đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn như Pháp hiện nay. Xuất phát từ phong trào phản đối chính sách tăng giá nhiên liệu của chính phủ, cuộc biểu tình của những người áo vàng đã khắc họa một nước Pháp bị chia rẽ sâu sắc với các cuộc bạo loạn vô cùng nghiêm trọng kéo dài suốt 3 tuần qua. Thành Paris khói lửa ngút trời, khu vực Khải Hoàn Môn như vùng chiến sự. Tính đến thời điểm này, ít nhất có 682 người đã bị bắt giữ, 263 người bị thương. Máu và nước mắt của những người vô tội nơi đây có lẽ sẽ còn rơi khi thảm kịch này vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Đáng chú ý là trong dòng người xuống đường tại Pháp, người ta bất ngờ thấy hình ảnh những lá cờ Tổ quốc Việt Nam trên tay người dân Pháp và câu trả lời thật bất ngờ: áo vàng, họ là ai? Áo vàng trước hết là một phong trào phản kháng của nhân dân. Áo vàng là quy tụ của rất nhiều tầng lớp: người lao động lương thấp, hợp đồng ngắn, người về hưu bị tăng CSG, tức là tiền đóng góp xã hội, công nhân đường sắt đang bị đe dọa sa thải, học sinh sinh viên phản đối tăng học phí và đòi cải cách đầu vào đại học. Khi chính phủ Pháp đưa ra chính sách tăng thuế đánh vào xăng dầu mà mục đích là để có thêm tiền tài trợ cho chiến lược dài hơi về chuyển đổi sang các ngành năng lượng xanh, họ không ngờ rằng chỉ vài chục sen tăng lên trên mỗi lít nhiên liệu lại đủ để làm tràn cả ly nước giận dữ. Tất cả những mặc cảm, bức xúc, giận dữ đó không phải là do vị tổng thống trẻ Emmanuel Macron tạo ra, mà là tích góp bao nhiêu năm qua từ các đời tổng thống trước đó của các ông Chirac, Sarkozy, Hollande. Chỉ có điều thái độ cứng rắn của ông Macron đã khiến mọi thứ dần vượt qua tầm kiểm soát. Điệp khúc "Chúng tôi sẽ không từ bỏ mục tiêu" mà các ông Macron, Edouard Philippe nhắc đi nhắc lại trong những ngày qua bị xem như là lời thách thức đầy khinh miệt với phong trào phản kháng, mà về sâu xa là xuất phát từ những bức xúc và đòi hỏi chính đáng của một lượng lớn người dân Pháp. Để rồi hiện tại thì tất cả được dịp bùng nổ: "Chúng tôi muốn có một chính phủ như Việt Nam". Để biết chia sẻ trên là câu trả lời đầy bất ngờ của những người dương cao lá cờ Việt Nam trong đoàn người biểu tình tại Pháp với mong muốn có một chính phủ thực sự vì dân như ở Việt Nam, một quốc gia mà trong quá khứ đã từng là thuộc địa của Pháp. Và giờ đây đất nước, con người Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ xâm lược. Hiện tại Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Một trong những thành tựu đáng quý nhất đó là sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Trong một chia sẻ rất chân thành, nhà sử học Patrice Jolland, nguyên chủ tịch Hội hữu nghị Pháp Việt nói rằng: "Hơn 40 năm đã trôi qua, Việt Nam đã hòa bình, độc lập, thống nhất. Qua theo dõi tin tức, tôi biết trong quãng thời gian 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chống đói nghèo, lương thực, giáo dục. Việt Nam có quyền tự hào về các thành tựu đó. Dễ thấy trong khi người Việt trên khắp mọi miền đất nước vẫn sống yên bình trong một đất nước an toàn, ổn định chính trị nhất nhì thế giới, thì người Pháp đã thực hiện đầy đủ combo, đốt phá, cộng cướp bóc khắp mọi nơi. Paris xịn hiện đang chìm trong biển lửa, trong khi Paris replica ven sông Hồng, người dân vẫn ngủ ngon lành. Điều kỳ diệu là trong bối cảnh tình hình thế giới vô cùng phức tạp trên các lĩnh vực ngoại giao và quân sự, vô cùng khó khăn về kinh tế, Việt Nam vẫn tiếp tục thành công và phát triển. Đến đây có thể hiểu người Pháp dương cao lá cờ Việt Nam như một biểu tượng của lòng quả cảm, chống bất công, bóc lột, sự bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Vậy mà không ít kẻ khoác áo dân chủ trong nước lại đang lăm le tìm mọi cách để lật đổ chính quyền, đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn như Pháp hiện nay. Thật may là cho đến thời điểm này thì tất cả những âm mưu, thủ đoạn và hành động của chúng đều bị đập tan. Nổi bật trong đó phải kể đến việc đấu tranh phá giã, ngăn ngừa hoạt động của các tổ chức, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đảng Dân Chủ Việt do Đảo Minh Quân, một sĩ quan của chế độ cũ, vượt biên đến Mỹ định cư từ năm 1978 cầm đầu. Chúng ta không thể phủ nhận những hạn chế, yếu kém của nước ta trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ. Song chưa bao giờ như thời gian qua, đảng quyết liệt, chính phủ hành động, hàng ngàn cán bộ các cấp bị xử lý kỷ luật, bị đưa ra trước vành móng ngựa. Đó là cuộc cách mạng, là sự đổi mới có 102 trên đất nước ta từ khi có đảng. Đó là cuộc cách mạng kiên trì nhất, mạnh mẽ nhất, dám nghĩ dám làm nhất, đưa lại niềm tin mạnh mẽ nhất cho toàn thể nhân dân. Vì suy cho cùng, cách mạng là vì dân, lo cho dân. Chống tham nhũng, tích cực đốt lò, trước hết là vì dân, vì nước. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Đảng ta tiên phong đi đầu, lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân đến bến bờ ấm no, hạnh phúc. Vai trò nhiệm vụ cứu nước, cứu dân, đưa lại nền thái bình muôn thuở, rửa nỗi hận nghìn thù,
Nguyễn Trãi, là nguyện ước của muôn đời, là dựng nước và giữ nước, là tiên phong đi đầu trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Và chống tham nhũng là có ý nghĩa quan trọng nhất, là công việc, là nhiệm vụ khó khăn nhất trong việc bảo vệ sự tồn vong của chế độ. Khi giặc tham nhũng tràn vào ngõ xóm, cơ quan, doanh trại, đường phố và có nơi như pháo đài, lô cốt, thì vai trò xung kích, ý chí quyết tâm tiêu diệt chúng phải được đặt lên hàng đầu. Ai gương mẫu, ai xông lên phải được ghi công lớn, dám hy sinh, dám xả thân là vì nghĩa lớn của quốc gia dân tộc. Sau những cổ vũ, nêu gương phải có bài học, quyết tâm nung nấu, định hướng phải rõ ràng, thượng tôn pháp luật là số 1, trên dưới đồng lòng, không có vùng cấm, nhất hô, ba ứng. Từng bước vững chắc, thông suốt về tư tưởng, chống là để xây, muốn xây nhất nhất phải chống. Đây không phải là diệt ruồi mà là diệt giặc, vì dân vì nước. Trên dưới phải một lòng, lấy nền tảng vì lợi ích quốc gia, vì uy tín của đảng mà hành xử. Nhờ đó lò chống tham nhũng, đượm cháy và ngời sáng uy danh của đảng. Nhờ đó dân tin, dân bảo vệ đảng, phát hiện nhiều kẻ tham nhũng, lộng quyền, vinh thân phỉ già, ăn không từ thứ gì của dân, quấy rối, nhũng nhiễu. Bài học tập trung, chiến đấu có bài bản, có phương pháp, sử dụng mọi vũ khí, mọi chiến thuật, chiến lược đã giúp các cơ quan chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương, xã, phường thu được nhiều thắng lợi, làm nức lòng người dân. Nhà nước cũng luôn lắng nghe những bức xúc của dân để kịp thời điều chỉnh chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng nhất cho người dân và doanh nghiệp. Có thể thấy đất nước chúng ta đang thay màu áo mới, thay đổi từng ngày trên con đường phát triển. Chúng ta đã và đang thấy, cảm nhận và được thụ hưởng bầu không khí an toàn trên đất nước Việt Nam mà khó ở nơi nào có được. Chúng ta đi ra đường mà không phải mang nặng nỗi lo, có thể bị bắn chết như những đất nước cho phép sử dụng súng trong nhân dân, không phải sợ bị đánh bom liều chết, bạo loạn cướp đi tính mạng một cách không thương tiếc. Không khó để nhìn sang các nước Trung Đông, Bắc Phi khi các cuộc biểu tình đường phố đã biến thành bạo lực dưới chiêu bài dân chủ. Những chính thể mới lên nắm quyền không những không thực hiện hóa được hy vọng của người dân về bánh mì, tự do và công bằng xã hội, mà còn làm cho kinh tế sa sút, an ninh bất ổn. Các cam kết tranh cử cũng lần lượt bị lãng quên, đời sống của người dân ngày càng tồi tệ hơn khi thiếu việc làm, lương thực và nhiên liệu. Như vậy, nếu không giữ được sự ổn định về chính trị, xã hội, thì người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là nhân dân, những người lao động trong xã hội. Bởi vậy, ở nước Pháp, đã có hàng triệu người lao động Pháp đã xuống đường biểu tình từ đầu tháng 1 đến nay. Có những cuộc biểu tình được đánh giá là rung chuyển nước Pháp sau khi Tổng thống Emmanuel Macron ban hành luật tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động nước này. Giới chuyên gia thế giới cho rằng việc tăng tuổi hưu là chuyện sớm muộn. Vậy tại sao vẫn vướng phải nhiều phản đối ở đất nước này? Theo số liệu và nghiên cứu của giới chuyên gia, năm 1950, cứ 4 người đi làm gánh lương cho một người nghỉ hưu. Năm 2000, con số này là 2 trên 1. Năm 2040, chưa tới 1,3 người gánh lương hưu cho một người. Jean-Marc Daniel, giáo sư danh dự học Viện Kinh doanh ESCP tại Paris, phát biểu về dự luật này của Tổng thống Pháp. Số liệu từ cơ quan thống kê của chính phủ Pháp cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2013, tuổi thọ của nam lao động phổ thông thấp hơn 6,4 năm so với nam giới làm công việc quản lý, còn chênh lệch ở nữ là 3,2 năm. Vì vậy, Tổng thống Macron cho rằng cải cách hưu trí là cần thiết để giữ cho hệ thống hưu trí của đất nước bền vững hơn. Quy định nâng tuổi hưu sẽ tăng tỷ lệ việc làm trong độ tuổi từ 60 đến 64. Ở Pháp, tỷ lệ làm việc trong độ tuổi này là 33%, trong khi ở Đức là 61% và Thụy Điển là 69%. Theo ước tính của Bộ Lao động Pháp, những thay đổi này sẽ giúp ngân sách lương hưu tăng thêm 17,7 tỷ euro, 18,8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm tới năm 2030. Lương hưu của 30% số người thuộc nhóm nghèo nhất sẽ tăng từ 2,5 đến 5%. Tổng thống Macron hy vọng luật cải cách hưu trí do ông phê chuẩn có thể hoàn thành hành trình dân chủ của nó khi được thông qua. Hội đồng Cố vấn Hưu trí Pháp ước tính nếu giữ nguyên như hiện tại, hệ thống hưu trí Pháp thâm hụt mỗi năm khoảng 10 tỷ euro, 10,73 tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 đến năm 2032. Vượt quyền Quốc hội thông qua dự luật. Tổng thống Pháp Macron đã sử dụng Điều 49.3 trong Hiến pháp Pháp để thông qua dự luật tăng tuổi hưu mà không cần đến phê chuẩn của Hạ viện. Điều 49.3 trong Hiến pháp Pháp cho phép chính phủ có thể thông qua một dự luật sau khi họp nội các mà không cần bỏ phiếu tại Hạ viện. Các hạ nghị sĩ có thể đáp trả bằng cách đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm trong vòng 24 giờ. Nếu kiến nghị được quá bán nghị sĩ Hạ viện bất tín nhiệm, dự luật sẽ bị bác bỏ và chính phủ phải giải thể. Nếu không, dự luật được coi là đã thông qua và trở thành luật. Điều này càng khó được chấp nhận với đa số người lao động Pháp vốn không ủng hộ dự luật.
bởi Hạ viện hay còn được gọi là Viện Dân Biểu. Hàng nghị sĩ được bầu nhiệm kỳ 2 năm trên một lần, với chức năng đưa tiếng nói của người dân Pháp trong các vấn đề của chính phủ, vượt quyền Hạ viện trong phê chuẩn dự luật tăng tuổi hưu của Tổng thống Macron là làm giảm đi cơ hội không được thông qua, đồng nghĩa với việc dự luật sẽ sớm được ban hành và điều đó không phù hợp với phần đa người lao động nước này. Theo AFP, các cuộc thăm dò chỉ ra 2/3 dân Pháp không đồng tình với dự luật. Dự luật gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động phổ thông. Số lượng người biểu tình phản đối dự luật tăng tuổi hưu ở Pháp đã lên đến con số hàng triệu. Con số này chủ yếu đến từ các công đoàn và người lao động chân tay, lao động thu nhập thấp. Các cuộc biểu tình tính đến ngày 20 tháng 3 ngày càng gia tăng, có nơi xảy ra bạo loạn. Mọi chuyện dịu lại khi Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne thông báo sẽ tiến hành thảo luận với các công đoàn nhằm giảm bớt tác động của dự luật lên người lao động phổ thông. Henri Stérignac, nhà kinh tế tại Tổ chức Nghiên cứu Cánh tả, cảnh báo luật cải cách hưu trí sẽ có tác động tới nhiều thành phần của xã hội Pháp. Những tầng lớp lao động phổ thông sẽ chịu hậu quả nặng nề hơn vì những người có bằng đại học phải làm việc quá tuổi nghỉ hưu tối thiểu để được hưởng lương đầy đủ vì họ bắt đầu tham gia thị trường lao động muộn hơn. Theo tính toán của Stérignac, những cử nhân tốt nghiệp đại học lúc 22 tuổi nếu tham gia thị trường lao động ngay lập tức sẽ không có đủ 43 năm làm việc tối thiểu nếu nghỉ hưu ở tuổi 64 theo luật mới. Do đó họ sẽ phải làm việc thêm ít nhất là 1 năm để được hưởng mức lương hưu đầy đủ theo luật định. Trong khi đó, những người có bằng cấp thấp hơn, tham gia thị trường lao động sớm hơn sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Một lao động phổ thông bắt đầu đi làm từ năm 19 tuổi sẽ tích lũy đầy đủ 43 năm cần thiết để được hưởng lương hưu đầy đủ vào năm 62 tuổi. Nếu tăng tuổi hưu thêm 2 năm, họ sẽ bị thiệt thòi. Các công nhân vệ sinh môi trường tổ chức đình công suốt 12 ngày qua để phản đối, khiến thủ đô Paris ngập trong hơn 10.000 tấn rác không được thu gom. Nghề thu gom rác rất khổ cực. Chúng tôi phải thức khuya dậy sớm suốt 365 ngày, thường phải khuân vác vật nặng hoặc là đứng hàng giờ để quét dọn. Regis Vesely, 56 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường cho biết, nhiều công nhân thu gom rác đã chết trước khi kịp nghỉ hưu. Anh em thân mến, hiện tại người dân Pháp đang chờ đợi vào kết quả đối thoại của Thủ tướng Elisabeth Borne cùng đại diện các công đoàn với hy vọng có thể thu hồi luật hoặc tối thiểu là đưa ra những chính sách khắc phục để những người lao động chân tay, thu nhập thấp ít bị ảnh hưởng hơn. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hội ức thời chiến xin được cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hội ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.